Chào các anh chị, chào mừng các anh chị quay lại với cái chương trình trực tiếp bên ly cà phê sáng góc nhìn thị trường của Lê Văn Thắng. Thì cũng lâu rồi không có quay lại trực tiếp với anh chị, nên là thấy là buổi sáng nay thì Thắng trực tiếp sớm chút xíu, thì có gì thì anh chị sẽ xem lại cái chương trình trực tiếp này. Thì hiện tại thì Thắng đang trực tiếp ở tại nhà, ngay ngoài hiên trước cửa nhà mình. Trước khi mà đi vào trực tiếp và trao đổi với các anh chị về cập nhật cái tình hình, gọi là đọc báo thay cho các anh chị vào buổi sáng, cũng như là đưa ra một vài các cái chuyên đề nói chuyện định kỳ hàng ngày mà lâu nay Thắng vẫn làm, thì xin kính mong các anh chị bớt chút thời gian để thực hiện cái thủ tục là like, chia sẻ và bình luận giúp cho Thắng, để cái kênh trực tiếp gọi là vào buổi sáng bên ly cà phê buổi sáng được nhiều người quan tâm và đón đọc hơn. Quay lại vào cái tình hình vào buổi sáng, tại sao Thắng lại chọn vào cái khung thời gian là vào buổi sáng sớm mà lại không phải là vào buổi tối, mà bởi vì là sáng sớm thì thị trường cả về thị trường dầu mỏ thế giới, cả về thị trường chứng khoán thế giới, vàng bạc đá quý và các thị trường khác đều kết thúc vào lúc 3 giờ tối hôm qua. Thì cập nhật tình hình thị trường của Mỹ tối hôm qua thì có một phiên giảm điểm đưa chỉ số Dow Jones về lại vùng 21.000 điểm, giảm 112 điểm so với phiên trước đó. Thì việc giảm 112 điểm cũng là điều hoàn toàn bình thường. Tối qua thì giá dầu suy yếu. Việc giá dầu suy yếu này đang được cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do đồng đô la mạnh lên và chuẩn bị sắp tới các cái kỳ tăng lãi suất sắp tới, mà theo cái cam kết của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Tuy vậy thì cái việc giá dầu suy yếu giảm từ 53.9 đô la Mỹ còn 52.8 đô la Mỹ một thùng, thì gần như là đây chỉ là những cái dịch chuyển ngắn hạn, không có nhiều tác động đến tình hình thị trường của Việt Nam cũng như là của thế giới. Quay về với lại thị trường chứng khoán Việt Nam ngày hôm qua thì không nói thì anh chị cũng biết, phiên hôm qua là một cái phiên mà giao dịch cũng không kém phần cảm xúc, và nó đã đưa cho anh chị và chính bản thân Thắng những cái cảm xúc trái chiều. Đầu phiên thì có một cái đợt tăng giá theo cái đà tăng của chứng khoán toàn cầu, nhưng mà cuối phiên thì có vẻ dấu hiệu của chuyện suy yếu. Chính vì cái chuyện suy yếu tạo ra trên biểu đồ kỹ thuật một vài cái tín hiệu mà kém tích cực xấu, có thể không muốn nói là xấu. Thưa với quý anh chị là buổi sáng hôm nay thì ngoài cái chuyện mà đọc báo thay các anh chị cập nhật tình hình, thì Thắng sẽ đi vào cái chuyên đề chính, đó là cái chuyên đề về thời gian và giá. Cả hai yếu tố đều cần phải được thỏa mãn khi mà đưa ra cái đầu tư lướt sóng. Cái đầu tiên về giá thì gần như là các anh chị cũng như Thắng đã có rất nhiều cái sự quan tâm nhất định đối với cái vấn đề này. Tuy vậy, sự quan tâm đó nó chỉ thể hiện ở góc độ là nhìn nhận giá trên hai cái khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là trên định giá bằng việc phân tích cơ bản. Khía cạnh thứ hai là việc nhìn nhận cái dịch chuyển của giá cổ phiếu bằng việc phân tích biểu đồ kỹ thuật và dòng tiền. Tuy vậy hôm nay Thắng sẽ không nói nhiều về vấn đề giá, mà Thắng sẽ nói thêm một vấn đề mà rất ít các anh chị lưu tâm tới, cũng như là không có nhiều các cái tổ chức hay là các cuốn sách viết về vấn đề đó, là vấn đề thời gian. Trong cái chu kỳ bình thường của tự nhiên ấy, thì thời gian nó đóng một trong những cái vai trò khá là quan trọng. Không thể loại trừ đi cái yếu tố thời gian trong cái chu kỳ sinh tồn của con người. Không thể loại trừ đi yếu tố thời gian trong cái chu kỳ sinh trưởng của cây cối xung quanh chúng ta. Và càng khẳng định hơn nữa
là cái chu kỳ thời gian là một cái yếu tố mà then chốt tác động tới hệ sinh học, tác động tới cái sự phát triển của thực vật, động vật quanh chúng ta. Và cái điều này nó cũng rất là tình cờ thì nó cũng lại tác động tới thị trường chứng khoán. Và trong hai cái trục trong phân tích kỹ thuật gồm có một trục đó là trục hoành và một trục đó là trục tung. Trục tung thì biểu thị cho giá, trục hoành thì biểu thị cho thời gian. Nhưng phần lớn những anh chị chuyên nghiệp, thậm chí cả những anh chị đầu tư chuyên nghiệp cũng ít khi quan tâm tới cái trục hoành, mà chủ yếu là quan tâm tới trục tung. Anh chị có thấy băn khoăn cái câu chuyện này không ạ? Anh chị có thấy tại sao là em lại đang nhắc đến cái câu chuyện trục hoành thì ít người quan tâm mà trục tung thì rất là nhiều người quan tâm? Bởi vì đơn giản đó là trục hoành lấy đi của chúng ta rất nhiều thời gian, nhưng chúng ta ít quan tâm hơn trục tung, bởi vì trục tung nó là biểu thị cho giá, mà giá thì nó có thể đem lại cho các anh chị lợi nhuận ngay tức khắc, hoặc giá nó có thể cướp đi tiền bạc của anh chị. Nên cái việc cốt lõi anh chị luôn để ý tới nó, đó là điều đương nhiên. Thực ra thì hai yếu tố này, đánh giá yếu tố nào quan trọng hơn yếu tố nào, thì rất nhiều những cái chuyên gia mà chuyên nghiệp chuyên phân tích về cái yếu tố trục hoành, họ cho rằng là cả hai yếu tố đều đóng vai trò then chốt trong việc giao dịch ngắn hạn. Nếu như anh chị chỉ quan tâm tới giá nhưng mà vào lệnh sai thời gian thì vẫn dẫn đến những cái mất mát ngắn hạn cho các anh chị, hoặc cái mất mát đầu tiên chưa nói đến vấn đề về dịch chuyển của giá, mà vẫn mất mát đó là mất mát về mặt thời gian. Có thể anh chị sẽ phải để ý đến vấn đề này nhiều hơn, bởi lẽ nó sẽ gây ra cái thời gian mà anh chị phải chờ đợi để khi cổ phiếu, khi anh chị giao dịch mua vào tăng được giá, hoặc nó sẽ gây ra những cái mất mát cho anh chị về mặt nếu sử dụng đòn bẩy margin thì sẽ mất rất nhiều lãi. Nhưng mà những chuyện này thì em chỉ nói sơ qua thôi, thì ngắt lời một phút dành cho quảng cáo là anh chị tiếp tục là ủng hộ, bình luận và like. Bên cạnh đấy nữa thì để tìm lại các cái video này thì anh chị vui lòng lên Google gõ hai từ khóa, một là trực tiếp chứng khoán, hai là tự doanh chứng khoán, câu lạc bộ tự doanh chứng khoán, thì anh chị sẽ tìm thấy tất cả những video mà chúng ta đã trực tiếp ở đây. Hôm nay thì buổi sáng em trực tiếp luôn công khai và sẽ không có video gửi riêng cho nhóm. Chúng ta đã có nhóm Viber, có nhóm Sky và có nhóm riêng trên Facebook. Vì vậy mọi thông tin cập nhật hàng ngày chúng ta sẽ được cập nhật trực tiếp ở trên nhóm của mình. Việc trả lời về mặt thị trường trong giai đoạn này là việc mà Thắng sẽ hạn chế, ít trả lời về mặt thị trường trong giai đoạn này, bởi vì là cũng nhiều lý do. Thắng cũng chia sẻ sơ qua quan điểm của riêng mình, đó là Thắng cho rằng thị trường khá là tử tế. Mr. thị trường tử tế tới mức là luôn sẵn lòng giao động ngắn hạn, giao động trong biên độ hẹp ở một khoảng giá nhất định để anh chị có thể chủ động trong cái chuyện giao dịch theo cái kế hoạch của mình. Tuy vậy, sắp tới sẽ có những cái sự khó chịu nhất định của Mr. thị trường, không chỉ là chỉ số mà các dòng cổ phiếu đi vào cái chu kỳ mà tăng nóng sẽ ngừng tăng, các dòng cổ phiếu mà đã có một đợt suy giảm thì sẽ khả năng cao sau cái đợt hồi phục yếu ớt sẽ đi vào một đợt suy giảm thứ hai, đánh dấu cái chu kỳ sóng Elliott, sóng giảm A, sóng hồi B và sóng giảm C. Đó mới là điểm kết thúc. Mà nếu như thị trường không có nhiều cái tác động của những cái chính sách kinh tế vĩ mô hay là những cái tác động ngoài biên bên ngoài, thì những yếu tố phân tích kỹ thuật sẽ phát huy tác dụng trong ít phiên tới. Không ngoại trừ những trường hợp đặc biệt có, không gọi là lái mà gọi là những nhà tạo lập, những nhà điều phối trong một số cổ phiếu nhất định vẫn sẽ tăng giá,
vẫn sẽ tăng giá. Vì vậy nên là quý anh chị vui lòng quan sát thị trường và đừng bỏ lơ thị trường trong thời gian sắp tới. Nên có nhiều cái thời gian dành cho thị trường để đâu đó có trách nhiệm với cái quyết định mua bán của mình, không được bỏ lơ thị trường trong những giai đoạn thị trường biến động, gọi là quay thay đổi xu hướng, đó là vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ tư là đi thẳng vào vấn đề nữa, đó là vấn đề thời gian. Thì chỉ là cái câu chuyện nói lên quanh với anh chị rằng là những cái tác động về mặt thời gian là nó có ý nghĩa, không phải là ý nghĩa về mặt mà lý thuyết, mà cái ý nghĩa về mặt thời gian ở đây nó là cái sự tự nhiên, nó tác động sự tự nhiên. Thì trong chứng khoán nó cũng có chu kỳ, nó cũng chu kỳ mùa vụ giống như bất kỳ một cái ngành nghề đặc thù nào khác ở bên ngoài. Và nếu không hội tụ đủ cái yếu tố thời gian thì giá có thể trong ngắn hạn có thể dịch chuyển, nhưng nó phải trả lại cái yếu tố mùa vụ và yếu tố chu kỳ của nó. Lý do cho cái câu chuyện này nó bắt nguồn từ hai yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất cũng giống như là cái yếu tố chu kỳ của một ngành nghề. Em lấy ví dụ như là ngành nghề đặc thù là trồng lúa nước chẳng hạn, thì cũng phải mất một khoảng thời gian nhất định để gieo mạ, cấy lúa, chăm sóc và tăng trưởng, đến khi cây lúa trổ bông rồi chín. Thì trên một cánh đồng mênh mông cũng sẽ có những ruộng là chín trước để được thu hoạch trước, cũng có những cánh ruộng chín sau thì sẽ được thu hoạch sau. Nhưng trong một khoảng thời đoạn nào đó thì cũng sẽ lần lượt các ruộng lúa sẽ được thu hoạch. Thì trên thị trường chứng khoán cũng như vậy thôi. Trên một khoảng mùa vụ nhất định, em đang nói ở đây đó là giao dịch ngắn hạn, giao dịch trung hạn và giao dịch dài hạn nó cũng có chu kỳ của nó, nhưng các anh chị không để ý thôi. Theo giao dịch mà dài hạn thì có những cái chu kỳ mang tính bằng năm, trong chu kỳ trung hạn thì nó tính chu kỳ bằng tháng, bằng quý, còn chu kỳ ngắn hạn nó tính chu kỳ bằng tuần, bằng tuần. Điều đáng lưu ý ở đây đó là sau một cái thời đoạn, sau một cái chu kỳ, giống như đang nói tiếp cái việc mà thu hoạch, thì muốn gì thì muốn, anh chị không thể để ý cái ruộng lúa nhà mình để cho nó chín, nó rủ và nó rơi hết hạt xuống dưới. Bởi vì nguyên lý của nông nghiệp nó là chín thì phải thu hoạch. Và nếu anh chị mà lúa chín không thu hoạch thì gió nó thổi, mà thời tiết nó sẽ làm cho những cái ruộng lúa mà đã chín quá sẽ rụng hết những hạt chín xuống dưới ruộng. Thì chứng khoán cũng vậy thôi, cũng không khác gì đâu. Nó chín thì phải thu hoạch, nếu không thu hoạch thì nó sẽ gây ra những cái thiệt hại mà nhiều video gần đây em có nói tới, đó là thời gian mà chốt lời đã tới. Và Mr. Thị Trường rất tử tế luôn, cực kỳ tử tế với anh chị luôn, rất sẵn sàng, rất sẵn lòng là gọi là dao động trong cái một cái biên độ ngắn để anh chị hoàn toàn có thời gian để chốt lời những thương vụ lời của mình. Những anh chị nào không có lời thì chẳng qua là do mua theo giá ở vùng giá cao nên không có lời. Còn nếu tính khách quan, không tính trên giá anh chị mua, thì rất nhiều cổ phiếu đã đem lại một mức sinh lợi nhuận khá là tốt kể từ cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 2016 đến bây giờ. Em trực tiếp vào lúc 7:40 là lúc buổi sáng, vì vậy nên có lẽ là không có nhiều anh chị em mà thức dậy vào lúc buổi sáng, hoặc là thời điểm này là thời điểm đi làm. Nhưng mong rằng là video này sẽ có ích đối với các anh chị trong sắp tới, trong cái lúc mà vào cái công việc. Bởi vì là vào công việc anh chị có thể cắm tai nghe để nghe lại video này. Đó là cái thứ mà Thắng mong muốn và muốn vẫn tiếp tục quay lại với việc cái duy trì mà nói về những cái chuyên đề hay là những cái phân tích. Đi tiếp vào cái vấn đề về thời vụ, bởi vì cái thời vụ này mà đang nói về ngắn hạn thì nó sẽ quyết định rất là lớn, rất là then chốt đến cái câu chuyện mà vào lệnh đúng để kiếm được lợi nhuận ngắn hạn rất sóng trong vòng từ 1 tháng tới 3 tháng. Bởi vì nếu chị vào mà sớm quá thì sẽ phải chờ đợi. Cổ phiếu nó chưa đủ thời gian tích lũy, thì hoặc là chưa đủ cái thời gian suy giảm hợp lý trên cái phân tích kỹ thuật,
thì nó anh chị sẽ phải chờ đợi, sẽ phải chờ đợi. Và những cái chờ đợi đi ngang cũng sẽ gây ra những sốt ruột. Nhưng mà những cái chờ đợi mà gọi là giảm giá sẽ gây ra những cái mất mát ngắn hạn, sẽ khiến các anh chị buồn nản. Và nếu mua không đúng vào đáy thì anh chị sẽ bán đúng đáy, chắc chắn điều đó luôn. Cũng giống như chuyện bán không đúng đỉnh thì sẽ mua lại đúng đỉnh. Nó là cái điều tất lẽ dĩ ngẫu của thị trường, và đó là cái tác động về mặt tâm lý, hành vi của tất cả các nhà đầu tư, những nhà đầu tư đang giao dịch trên thị trường. Thưa với anh chị rằng là tại sao lại cần có một cái thời gian, cái khoảng khắc để thay đổi cái thời điểm gọi là giao mùa? Tại sao lại cần có một cái khoảng thời gian để chờ đợi cho lúa nó chín? Và tại sao lại cần có những cái khoảng thời gian nhất định để dòng tiền, quay lại vấn đề thị trường, đó là dòng tiền nó quay trở lại. Không có bất kỳ một cái dòng tiền nào mà xoay vòng suốt liên tục cả năm. Sẽ có những dòng tiền mới xuất hiện, sẽ có những dòng tiền cũ ra đi, và cũng sẽ có những cái dòng tiền luôn duy trì. Nhưng để thị trường có thể tăng trưởng về mặt trung hạn và có thể tăng trưởng liên tục, cũng giống như một vận động viên điền kinh khi chạy việt dã thì không tránh khỏi câu chuyện cần phải ngừng nghỉ. Anh chạy tốc độ càng cao thì thời gian anh nghỉ ngơi để lấy lại sức càng lớn. Đó là câu chuyện tất lẽ dĩ ngẫu đương nhiên. Và dòng tiền lớn họ đi ra khỏi thị trường trong những cái phiên gần đây, em nói rất là thẳng thắn luôn, em trực tiếp nhưng em dám nói thẳng thắn luôn, họ đi ra trong những phiên gần đây. Những người đã quyết định bán trong những phiên gần đây, không biết ai là người mua, nhưng mà những người đã quyết định bán trong những phiên đây, họ không sẽ chắc chắn rằng sẽ không vội vàng, trừ một số dòng tiền thường xuyên bám trụ với thị trường. Còn lại những dòng tiền mà giao dịch theo chu kỳ thì họ sẽ rời bỏ thị trường trong một khoảng thời gian nào đó nhất định, rồi sau đó họ mới quay lại với thị trường. Em hay nói đùa với lại một số khách hàng của em hay một số bạn bè mà được tư vấn để giao dịch có thành công, em nói một câu nói đùa rất là kinh điển, đó là hãy tiêu hết tiền lời đi rồi sau đó tiếp tục mới nghĩ đến cái câu chuyện là tiếp tục kiếm tiền. Bởi vì cái việc tiêu tiền lời ở đây nó hàm chứa cho câu chuyện là kiên nhẫn để chờ đợi. Sau khi anh chờ đợi đủ thời gian thì mới tính đến câu chuyện là quay trở lại để kiếm trên thị trường. Một số bạn ở đây thì đang xem thì vui lòng là giúp Thắng, là cộng tác viên tình nguyện viên, giúp Thắng chia sẻ những cái video này lên một số cái nhóm của chứng khoán, gồm có chứng khoán lướt sóng, Bụi đời chợ chứng, Hội nghiên cứu chứng khoán và một số cái nhóm khác để Thắng khỏi phải chia sẻ lại. Bởi vì làm công tác cộng đồng thì nó cũng là một câu chuyện là Thắng nói thì dễ, nhưng mà để phát triển cộng đồng thực sự là khá là khó, nó rất là khó khăn. Ngày hôm qua thì Thắng lồng ghép vào cái câu chuyện nói chuyện hôm nay, nó là ngày hôm qua thì Thắng có phát động cái phong trào là chung tay vì cộng đồng. Thì theo thống kê sơ bộ thì đến hết tối ngày hôm qua thì nhóm đã huy động được 8 triệu. Thì sẽ có danh sách công khai ở trên tường bằng cái danh sách công khai cụ thể số tài khoản là những ai đã quyên góp cho cái chương trình chung tay vì cộng đồng. Thì tiếp tục hôm nay thì Thắng sẽ tiếp tục là nói chia sẻ với anh chị, là để được tiếp tục gửi tới anh chị cái lời kêu gọi chung tay vì cộng đồng. Cái tiền chúng ta huy động về không chỉ là để chung tay vì một bé trai ngày hôm qua, mà chúng ta sẽ phát triển cái chương trình này mang tính chất dài hạn để góp phần xây dựng cái cộng đồng, không những cộng đồng chứng khoán mà những cái cộng đồng những người có những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những anh chị em, những cháu nhỏ, hay là những người trong những cái khoảng khắc thời điểm của cái câu chuyện bệnh tình trong bệnh viện ung bướu, hay là những bạn những cánh đời cánh già neo đơn được có thêm một phần nào đó, nó gọi là của ít lòng nhiều, cái sự động viên của quý anh chị. Mong rằng là cuộc sống xung quanh chúng ta cũng nhờ vào những cái hoạt động cộng đồng mà ngày càng tốt đẹp hơn. Nó sẽ giống như một cái vòng xoay luân hồi để quay lại thúc đẩy và đem lại những cái niềm vui, những tiếng cười cho các anh chị đang xem video của Thắng ngày hôm nay.
cũng như là những người có những cái hoàn cảnh không được tốt như chúng ta. Tiếp theo một cái vấn đề nữa, đó là cái sự kết hợp làm sao giữa việc giá và thời gian. Việc kết hợp giá và thời gian, không có một cái chất keo kết dính nào khác, không có chất keo kết dính nào khác, đó chính là tâm tính của một con người. Tại sao khi đặt ra vấn đề là cái rất nhiều cùng những người cùng chơi, mạng nó hơi yếu, mạng hôm nay hơi yếu, những người cùng giao dịch mà cùng mua một cổ phiếu, lại có người lời, người lỗ, có người làm được, có người không, có người làm được, có người không, có người kiếm được lợi ích nhưng có người thì lại không kiếm được lợi ích, thì nó nằm ở chính cái sự kiên nhẫn và cái tâm tính của mọi người, cái lòng tham và cái nỗi sợ hãi của mọi người. Hai cái yếu tố mà lòng tham, nỗi sợ hãi, nó chính là cái keo để kết dính cái trục tung và cái trục hoành trên biểu đồ phân tích kỹ thuật, và nó cũng chính là cái keo để kết dính chúng ta với phân tích cơ bản. Chúng ta có thời gian để đọc, để nghiên cứu, để nghiền ngẫm. Tại sao Warren Buffett không có điện thoại, cũng chẳng có máy tính? Tất cả các báo cáo tài chính của ông đều được in ra bằng bản giấy để ông hàng ngày ngồi đọc 12 đến 15 tiếng một ngày. Chúng ta phải đặt ra câu hỏi là như vậy. Vậy chúng ta không có những thời gian ngừng nghỉ với thị trường để đọc, để nghiền ngẫm, để nghiên cứu. Và thời gian đâu để anh chị ngồi đọc báo cáo tài chính? Có bao giờ anh chị ngồi đọc báo cáo tài chính không? Anh chị mua một cổ phiếu, dù là đầu tư ngắn hạn hay dù đầu tư dài hạn, có bao giờ anh chị nghĩ tới câu chuyện đọc và nghiên cứu báo cáo tài chính không? Tôi chưa nói đến câu chuyện, Thắng chưa nói đến câu chuyện là đọc đúng hay đọc sai, phân biệt được là nó hợp lý hay không hợp lý, mà tôi chỉ mới nói đến câu chuyện là đã sẵn sàng đọc. Thứ nhất, anh chị không sẵn sàng đọc. Thứ hai, anh chị không có thời gian để đọc. Nhiều anh chị nói rằng là bận công việc. Vậy tại sao anh chị vẫn ngày ngày, một năm có 365 ngày, anh chị mua và bán 366 ngày? Tại sao không có một ngày nào anh chị ngừng cái để cho tiền của anh chị được nghỉ ngơi ạ? Người ta bảo không để cho tiền nó nghỉ, đồng ý là không để cho tiền nó nghỉ. Trong tiền của anh chị ngừng nghỉ, anh chị không bao giờ phải bỏ vào ống. Có ngân hàng họ hoàn toàn nhận các tiền của anh chị. Có rất nhiều kênh đầu tư khác nó sẵn sàng nhận tiền của anh chị. Nhưng thôi, chưa thạo những cái đầu tư khác, chúng ta hoàn toàn có thể cho đồng tiền nghỉ nằm trọn ở trong ngân hàng, trong tài khoản các anh chị. Mùa vụ nó đến, nhiều người em nói cái chuyện này, nhiều người không, chính những người nghe không phân biệt được rạch ròi giữa câu chuyện đầu tư trung hạn, ngắn hạn và dài hạn. Ít nghe những video trước của em sẽ nói rằng có một nhà đầu tư đó nhắn tin nói rất là có vẻ rất là hiểu biết. Tôi chơi chứng khoán được 10 năm rồi. Tôi thấy anh như này, tôi thấy anh như kia. Bản chất chính các anh chị, những người đó chưa hiểu được về bản chất của thị trường, không phân biệt rạch ròi được những cái câu chuyện đâu là tiền đầu cơ, đâu là tiền đầu tư, đâu là khoản đầu tư dài hạn, đâu là khoản đầu tư ngắn hạn, khoản nào thì quan tâm tới cái gì, đó là chuyện rất rõ ràng. Còn bằng cách nào thì cũng là gọi là đi đường nào thì cũng về Tây Phương Cực Lạc hết. Bằng cách nào thì cũng là kiếm tiền. Kiếm tiền theo ngắn, theo dài cũng là kiếm tiền. Mỗi người có một phương châm để đưa ra một cái quy luật giao dịch khác nhau. Kẻ mà kiếm nhanh, tức là giao dịch ngắn, thì vòng quay dòng tiền sẽ lớn. Tuy vậy, không phải là suốt năm sẽ luôn luôn giao dịch. Không có một tổ chức tài chính nào, không có một công ty chứng khoán nào nói câu chuyện này với anh chị đâu. Bởi vì tại sao họ không nói? Bởi vì tiền, nếu anh chị càng giao dịch thì nó sẽ càng tạo ra doanh thu và càng tạo ra biên lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nói với anh chị nghĩ hay là ngừng cho tiền nó nghĩ thì doanh thu ở đâu ra? Chuyện này thực ra nói chuyện nó mang tính rất là thẳng thắn, nhưng mà thực tế nó là như vậy. Anh chị nghe những lời chia sẻ chân tình của em, anh chị sẽ thấy đó mới là bản chất của kinh doanh. Hỏi anh chị nào đang làm kinh doanh một ngành nghề khác, có mùa vụ không? Có tính mùa vụ không à? Có tính thời điểm không à? Có những công ty họ chỉ chuyên ký hợp đồng được vào những cái tháng đó. Chứng khoán cũng vậy thôi. Có những thời điểm, những thời gian nó chỉ tăng giá trong một khoảng thời gian nhất định. Có những khoảng thời gian nào đó nó sẽ không tăng giá. Nó sẽ phải ngừng nghỉ, phải dừng lại. Sức người giao dịch cũng còn có hạn. Huống hồ là sự vận động của giá. Vận động của giá, anh chị thấy không? Em nói không bao giờ sai luôn. Chỉ trừ một trường hợp duy nhất ở thị trường chứng khoán Việt Nam, đó là phải sau này trong điển tích của ngành chứng khoán
để viết đó là thánh gióng ngành chứng khoán Việt Nam. Anh chị biết em đang nói đến cái gì không ạ? Chỉ có đó mới là thánh gióng lớn nhanh như thổi, không có sự ngừng nghỉ. Chỉ có đó là điển tích. Chỉ có thánh gióng ăn bằng nia, sau đấy nhổ tre và đi đây anh nhỉ. Thì ở đây chỉ có thánh gióng đó thì mới lên theo kiểu không có sự ngừng nghỉ thôi. Còn lại phần lớn quy luật tự nhiên của thị trường 99% là dịch chuyển giá theo đúng quy luật. Theo hoàn toàn theo đúng quy luật. Lên nhanh thì sẽ ngừng nghỉ. Còn chỉ một cái cái lòng tham nó chi phối chính xác mọi vấn đề của cái quá trình giao dịch. Em sẽ trực tiếp tới 8 giờ thế hôm nay em sẽ lên công ty. Có rất nhiều ý. Đúng rồi Hoàng Hải Nam. Cũng nhân tiện là cảm ơn anh Hoàng Hải Nam, anh Lợi, cảm ơn anh Minh Sơn, cảm ơn anh một vài anh nữa mà đang em chuyển khoản mà không để lại tên cho việc ủng hộ bé ngày hôm qua, bé Khang ngày hôm qua. Chúng ta đã đâu đó đã của ít lòng nhiều đã quyên góp được gần 10 triệu. Trong ngày hôm nay thì em sẽ ra ngân hàng để chuyển khoản cái khoản tiền mà anh chị em mình đã quyên góp. Cảm ơn cái nhóm các anh ở Dầu Khí cũng đã hứa sẽ chuyển khoản trong ngày hôm nay để ủng hộ cho bé Khang. Thì trong ngày hôm nay cuối ngày từ giờ tới 3 giờ em sẽ tiếp tục xin được anh chị chung tay ủng hộ vì cộng đồng. Chúng ta có của ít thì lòng nhiều. Em sẽ nhận mức thu tối thiểu là 50.000 cho, tức là gọi là nhận cái ủng hộ từ 50.000 trở lên cho cái việc ủng hộ bé Khang ngày hôm qua mà em có chia sẻ. Em luôn lồng ghép cái câu chuyện mà chung tay vì cộng đồng này. Ngoài cái đợt này, sau này em sẽ tiếp tục về cái chương trình này cho tới khi nào mà em không làm video trực tiếp nữa, không làm chia sẻ trực tiếp nữa. Nhưng em nghĩ là cũng sẽ là vài năm cái chương trình chung tay vì cộng đồng. Ngoài cái chuyện ủng hộ cho cái bé Khang này thì em sẽ ủng hộ cho những cái phần quà trong bệnh viện ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh và cho một số bà mẹ trẻ em neo đơn, cũng như là một số cái vùng anh xa xôi mà trẻ em còn chưa có sách vở và quần áo để đến trường, thì chương trình này sẽ được gây dựng liên tục. Gần như là sẽ không nghỉ khi nào hết. Cứ khi nào em còn nói trực tiếp em sẽ nói đan xen vấn đề này. Những cái tổ chức cá nhân mà ủng hộ thì em sẽ xin phép thường xuyên được gióng tên để gửi cái lời tri ân tới các anh chị đã tham gia vì cái cộng đồng, vì cái chương trình thiết thực. Có thể theo cá nhân em thì thay vì đi chùa thì anh chị nên bớt chút cái kinh phí ra để đóng góp vì cộng đồng, nó thiết thực hơn, nó đem lại cái lợi ích thiết thân hơn cho những người đang gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, những cái gia đình neo đơn đang gặp những cái hoàn cảnh mà không được tốt đẹp như chúng ta và các anh chị đang được hưởng. Về mặt thị trường thì chả có gì để nói. Với góc độ là trong nhóm thì sẽ chia sẻ với video trong nhóm, trực tiếp trong nhóm giờ giao dịch. Hôm qua thì đã xét nhóm vào cái nhóm kín. Anh chị vui lòng theo dõi cái nhóm để biết và chia sẻ nhiều thông tin hơn. Trong nhóm thì Thắng sẽ nói và chia sẻ nhiều thứ hơn. Nhưng mà mục đích ban đầu của Thắng là những cái video này, nói chuyện một cách rất là thoải mái, phóng khoáng, nên Thắng không muốn đè nặng vấn đề nhóm nữa. Thắng hôm qua có nghiên cứu và có đọc một cuốn sách nói về cái việc mà chung tay vì cộng đồng, nên Thắng muốn là vẫn tiếp tục cái chương trình, làm cái chương trình trực tiếp vì cộng đồng nhiều hơn là vì cái lợi ích cá nhân cũng như vì cái lợi ích của những cái nhóm. Chắc là cũng đến giờ làm việc rồi nên là em xin được dừng cái trực tiếp đây. Xin cảm ơn các cái tổ chức cá nhân đã tham gia quyên góp cho cộng đồng. Thứ hai nữa là cũng xin cảm ơn các anh chị đã tham, gọi là chia sẻ
bình luận và có những cái ủng hộ nhiệt tình cho cái chương trình gọi là cà phê buổi sáng, góc cà phê buổi sáng, đọc báo thay bạn, và đưa ra những cái nhận định mang tính chất chủ quan của nhóm câu lạc bộ tự doanh chứng khoán, gửi tới lời anh chị đang đã và sẽ xem cái chương trình này, lời chúc sức khỏe, lời chào và mong rằng anh chị có những cái quyết định đầu tư thành công. Mỗi anh chị khi mà xem qua video này, mỗi lần mỗi video thì có 4-5 ngàn người xem lận, thì mỗi anh chị xem qua video này vui lòng là bớt chút thời gian để lại cái chia sẻ, cái bình luận và cái cảm xúc của mình, để mong là cái chương trình này ngày càng phát triển hơn, ngày càng đưa tới những kiến thức, những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm bổ ích cho các anh chị mới tham gia thị trường. Chào các anh chị ạ.